Sau một thời gian dài chờ đợi, Skyphone xin giới thiệu đến khách hàng một sản phẩm mới với tên gọi Sky Nano. Một chiếc điện thoại smartphone với thiết kế siêu mỏng, cấu hình siêu khủng, trang bị nhiều chức năng kết nối ấn tượng là ước mơ mà bất kỳ ai yêu thích công nghệ cũng đều muốn có. Sky Nano HDMI hướng đến khách hàng đam mê công nghệ, muốn thỏa mãn cơn khát công nghệ của mình. Sky Nano đưa người dùng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ thiết kế, tính năng, cấu hình cho đến giá bán gần như đạt đến một sự hoàn hảo. Với quyết tâm đưa thương hiệu Skyphone thành thương hiệu quen thuộc trong lòng người tiêu dùng, hãng Skyphone cho ra một sản phẩm hoàn hảo đến khó tin, ở một mức giá cũng càng khó tin hơn. Với cấu hình mạnh mẽ, đầy đủ kết nối, thiết kế sang trọng, chất lượng ổn định, bền lâu là những tiêu chí về sản phẩm mà hãng Skyphone sẽ cố gắng mang đến với người tiêu dùng Việt. Với thân máy chỉ mỏng 6mm, thiết kế sang trọng, người sử dụng có thể hoàn toàn tự hào với Sky Nano. Mặt trước với viền cảm ứng rất mỏng, tạo cảm giác thoải mái khi thao tác. Tuy Sky Nano có kích thước màn hình 4,7 inch, nhưng kích thước toàn thân máy lại chỉ nhỏ như chiếc điện thoại 4,5 inch. Mặt sau với tên sản phẩm là Nano, bên dưới là logo của hãng. Phía trên là camera 13 megapixel và đèn LED hỗ trợ. Hộp sản phẩm được làm từ nhựa dẻo với thiết kế trang nhã, làm tăng giá trị của sản phẩm hơn và cũng để bảo quản tốt nhất trong khâu vận chuyển và bảo quản máy. Mặt kính cảm ứng đa điểm và được phủ nano siêu mịn 1/1 tỷ mét. Máy có độ chống trầy xước tốt hơn các sản phẩm thông thường. Mặt cảm ứng có thể nhận diện được 5 điểm cùng một lúc và có thể tương tác khi có vật cản như găng tay. Máy sử dụng hệ điều hành Android 4.2.1 Jelly Bean mới nhất hiện nay, với kho ứng dụng trực tuyến đến hàng trăm nghìn ứng dụng miễn phí. Màn hình 4,7 inch có màu sắc ấn tượng, độ phân giải chuẩn HD, góc nhìn đạt 178 độ và được trang bị màu thực lên đến 16 triệu màu. Camera thực của máy lên đến 13 triệu điểm ảnh, có thể chụp theo định dạng 16, 9 hoặc 43. Sky Nano có thể chụp 90 kiểu ảnh cùng một lúc. Quay phim Full HD bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ, không thua kém gì một máy quay Canon chuyên dụng. Camera trước cũng đạt độ phân giải 4,9 chấm, có thể chụp chân dung một cách rõ nét, có thể đánh giá Nano là một sản phẩm mạnh về camera. Sky Nano có thể kết nối với TV thông qua cổng HDMI. Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp từ điện thoại lên màn hình lớn để nghe nhạc. Chơi game, đọc báo, xem phim. Ba là con trai rồi. Ừ, là cháu. Ba bị hói á. Ờ, phải à. Đầu ba rất... Đủ vậy ha. Chào mừng chị đi. Để trình diễn những gì bạn cần. Pedro. Into the box. Nếu như việc đi lại trong giờ cao điểm luôn làm bạn đau đầu thì Sky Nano là một sự lựa chọn hoàn hảo, vì nó được hãng Skyphone trang bị chip GPS độc lập. Với chip GPS này, bạn có thể định vị toàn cầu với bản đồ offline mà không cần phải mở Wi-Fi hoặc 3G. Sản phẩm mới trang bị chip lợi thế 1,2 GHz, RAM lên đến 2GB, ROM 20GB. Pin thực 2500mAh được gắn nguyên khối vào thân máy, đàm thoại liên tục cũng trên 5 giờ.
với mức giá bán lẻ công bố hiện nay chỉ 4,9 triệu đối với phiên bản RAM 1GB và 5,5 triệu đối với phiên bản RAM 2GB. Sky Nano tự hào là sản phẩm có tỷ lệ giá bán trên cấu hình ở mức rẻ nhất tại Việt Nam, phù hợp với mức thu nhập của nhiều tín đồ đam mê công nghệ. Máy được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc với chế độ bảo hành toàn bộ gồm cả màn hình và cảm ứng, và đổi hàng trong 7 ngày nếu mắc lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Sky Nano chắc chắn sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những ai đang có nhu cầu sở hữu một chiếc smartphone thời thượng tại thời điểm hiện nay. Hãy nhanh tay sở hữu ngay một chiếc điện thoại smartphone Sky Nano. Sky Nano đã được phân phối chính hãng tại 100 showroom bán hàng của hãng Skyphone trên toàn quốc.